Sau thất bại 0-2 trước Mad Lions, khó nuốt trôi ngay trận khai mạc Worlds 2024, Vikings đã phải tập hợp lại và tìm ra cách vượt qua rào cản để hướng tới cuộc đấu xấu còn với Pen ở nhanh thua vòng khởi động. Để làm sáng tỏ loạt BO3 đầu tiên của Vikings ở một sự kiện quốc tế, Sauf đã có cuộc trả lời phỏng vấn nhanh về lý do khiến đội tuyển thua cuộc và kỳ vọng của huấn luyện viên kim chủ sở hữu tại Worlds 2024. Bước vào giải đấu với tâm thế là một trong những đội chiêu dưới, Vikings ngay lập tức phải đối mặt với viễn cảnh sớm bị loại. Với thể thức khốc liệt, nếu thua hai trận liên tiếp sẽ phải về nước buộc tất cả các đội tại vòng khởi động phải nỗ lực hết sức, khát khao chiến đấu không bỏ cuộc. Nhưng tinh thần của Vikings đã bị sức mẻ nghiêm trọng ngay sau bàn chào sân trước đối thủ chủ nhà, khiến họ lẫn người hâm mộ VCS chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Khi được hỏi về cảm xúc, Sọc cho biết: "Sau trận đấu đầu tiên này, cảm giác như chúng tôi mới lần đầu tiên chơi cùng nhau. Màn trình diễn của chúng tôi không tốt và bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận này. Dù vậy, Vikings vẫn còn hy vọng lách qua khe cửa hẹp, bước chân vào vòng Thụy Sĩ. Chúng tôi đã học được rất nhiều từ những trận đấu trước và sẽ sử dụng những bài học đó làm vũ khí cho những trận tiếp theo. Mọi người có thể không nghĩ ngợi về chúng tôi quá nhiều, đặc biệt là số thất bại 0-2 trước MDK. Nhưng cá nhân tôi tin rằng mình hiểu khá rõ điểm mạnh của mình và Gam. Vì vậy tôi không có nhiều mối lo khi bước vào các trận đấu tiếp theo. Giữa áp lực sắp nhập vào khu vực châu Á Thái Bình Dương vào mùa sau, cùng với vị thế đi rừng hàng đầu một thời của South, Vikings đã vấp phải quá nhiều thách thức. Khi đến thế giới lần này, tôi có trách nhiệm hơn trước đây và cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để đạt những gì mình mong muốn có được. Đúng vậy, chắc chắn là có rất nhiều điều mới mẻ và áp lực. Chúng tôi phải thể hiện tốt không chỉ vì bản thân mà còn cho toàn bộ khu vực do những thay đổi trong năm tới. Hiện tại mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là giành chiến thắng trong các trận đấu để lọt vào vòng Thụy Sĩ." Sauf thể hiện ý chí của tất cả thành viên Vikings, luôn nêu cao slogan của giải để niềm tin rực cháy. Guri chắc chắn có rất nhiều ưu điểm và tiềm năng trở thành người đi rừng hàng đầu, nhưng sẽ mất nhiều năm. Huấn luyện viên của Vikings nhận xét về hậu bối có thể đạt đến đẳng cấp của anh trong tương lai hay không và nói nhanh về đối thủ Penn: "Meta hiện tại khá hung loạn và chúng tôi là một trong những đội đầu tiên trải nghiệm điều đó. Tuy nhiên, tôi nghĩ bầu không khí ở đây khá vui nhộn. Tôi rất biết ơn tất cả người hâm mộ về sự ủng hộ không ngừng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho các trận tiếp theo." Đáng buồn là Vikings trở thành một trong những đội đầu tiên bị loại sau thất bại 0-2 trước Penn. Xoa dịu cơn thịnh nộ của cộng đồng Việt Nam và thay cho lời chào tạm biệt thế giới 2024, Sauf đã gửi lời xin lỗi công khai trên Facebook: "Xin lỗi mọi người, cảm thấy thật tiếc khi cả đội đều đã cố gắng tập luyện rất nhiều cho thế giới 2024. Bất kể tuyển thủ hay nhân sự phụ trách đội tuyển eSports nào cũng mong team mình chiến thắng nhiều nhất có thể. Nhưng chúng mình đã không làm được. Tuy nhiên cuộc sống sẽ có những lúc rất khó khăn, chứ không chỉ toàn thuận lợi. Việc cần làm thì sẽ phải tiếp tục làm. Vấn đề phát sinh thì phải giải quyết, cải tiến và thay đổi. Bạn sẽ chỉ thực sự thất bại khi bỏ cuộc. Nếu một lần chưa làm được thì phải cố gắng để có thêm nhiều cơ hội nữa. Để làm mãi, làm đến lúc được thì thôi. Mong chúng ta luôn cố gắng hướng tới mục tiêu và đạt được kết quả tốt hơn trong tương lai gần." Riot đã thông báo kể từ năm 2025 VCS sẽ gộp chung vào một khu vực APAC để Liên minh Huyền thoại Thế giới chỉ còn 5 khu vực lớn. Việc hợp nhất này không chỉ tăng tính cạnh tranh mà còn giúp Riot có thể tập trung sự đầu tư cho những cái tên thực sự xứng đáng. Khi đó, từng có không ít lo ngại cho Liên minh Việt Nam rằng các đội VCS được đầu tư mạnh sẽ coi như luôn có suất, còn những đội nhỏ sẽ khó lòng trụ vững. Mới đây, Riot đã chính thức thông báo về giải đấu mới. Theo đó, giải đấu chính thức của khu vực APAC từ năm sau sẽ được mang tên là League of Legends Championship Pacific, gọi tắt là LCP. Và trong thời gian giải đấu này được tổ chức, thì các khu vực thuộc nhóm APAC đều sẽ thi đấu như bình thường để tìm suất thăng hạng cũng như duy trì và phát triển nền liên minh riêng của từng khu vực. Sẽ trình diễn ba khu vực lớn nhất của LCP. Có thể thấy VCS và PCS đang là hai khu vực nhiều lợi thế nhất, trong đó VCS lại nhỉnh hơn khi ít nhất ngoại trừ PSG Talent thì có thể tự tin rằng các đội còn lại của PCS cũng khó lòng cạnh tranh suốt với các đội Việt Nam. Thậm chí nếu Vikings không gặp phải một đối thủ quá mạnh là Mad Lion ở ngay trận vòng khởi động thì có thể các tuyển thủ Vikings không xuống tinh thần trầm trọng ở trận đấu Open sau đó. Còn về phần PCS, ngay trong mùa hè vừa qua, trừ PSG Talent còn lại không có đội tuyển nào thắng nổi Fukuoka. Trong khi đó, Fukuoka khi bước ra sân chơi quốc tế đã thể hiện như thế nào thì ai cũng thấy rõ. Sẽ thực sự khó nghĩ là sẽ có một đội PCS nào khác ngoài PSG Talent hay một đội ở LJL ở thời điểm hiện tại có thể gây khó khăn cho GAM hay các đội như Team Secret, Viking. Tất nhiên, với màn thể hiện của Viking vừa qua trước Pain cũng sẽ khó lòng nói trước điều gì. Nhưng về vị trí của GAM, ít ra khán giả Việt Nam cũng có thể yên tâm về đội tuyển này khi họ vẫn cho thấy một bộ mặt tươi sáng ở thế giới năm nay. Mùa giải 2025 hứa hẹn sẽ có nhiều biến động và khán giả Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng khu vực nhà sẽ nỗ lực hết sức để chiếm lấy nhiều suất tham dự các giải đấu quốc tế nhất có thể. Vòng khởi động thế giới 2024 vừa rồi là tâm điểm chú ý của cộng đồng người hâm mộ khi các đội tuyển đều đến từ các khu vực nhỏ nhưng có số lượng người xem yêu mến vô cùng lớn.
Thậm chí vòng khởi động vừa rồi đã trở thành vòng khởi động có được lượt xem nhiều nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, thể thức được thay đổi cũng khiến các đội tuyển sẽ có trình độ ngang hàng nhau hơn. Không có ship 4 từ các khu vực lớn nào hành gà, dẫn đến các game đấu cực hấp dẫn và khó đoán đến phút cuối. Điển hình có thể kể đến trận đấu cuối cùng giữa Pen và R7 khi cả hai đều lật qua lật lại, có những pha xử lý chuyên nghiệp lẫn tấu hài đậm chất wow khác. Tất nhiên, một trong những thứ khiến cộng đồng theo dõi kỹ như vậy, một phần là do vấn đề gộp khu vực sắp tới. Những LOA, VCS, CBLOL, TCS sắp tới đều bị tích hợp vào các khu vực lớn tổng quát. Do vậy, bản sắc của những khu vực nhỏ này sẽ không còn được thể hiện đậm nét nữa, khiến người hâm mộ cũng xem đây là dịp cuối cùng để chia tay những khu vực này. Ngay sau khi Gam đánh bại R7 với tỷ số 2-0, Easy Love đã có buổi phỏng vấn với Ship để chia sẻ nhiều điều về hành trình của đội tại giải đấu lần này, cũng như những suy nghĩ của anh và mục tiêu trong tương lai. Easy Love cho rằng mang trở lại Gam của mình không hề dễ dàng, đặc biệt sau vụ drama tại mùa xuân. Đầu năm nay là khoảng thời gian đang tối với cá nhân mình và cả VCS. Tôi đã gia nhập một đội tuyển có nhiều biến cố trước khi đến Gam. Thậm chí có lúc tôi từng đấu tranh suy nghĩ rất nhiều, xem liệu mình có nên thả trôi, làm điều gì đen tối theo đội cũ hay không. Nhưng khi nghĩ lại, tôi nhận ra rằng Liên Minh đã mang lại cho tôi rất nhiều điều, từ sự công nhận của gia đình, danh tiếng và cả một công việc. Vì vậy tôi không muốn làm những gì sai trái. Đó là từ việc mẹ tôi đã dạy dỗ rất tốt, giúp tôi giữ vững lập trường, cố gắng kiên trì thi đấu và đạt được thành quả như hiện tại. Bên cạnh đó, Easy Love cũng chia sẻ những cách rất đặc biệt để vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục cạnh tranh suốt đánh chính ở Gam cho đến thời điểm hiện tại. Tôi có hai điều mà bản thân rất tâm đắc. Thứ nhất chính là đức tin. Cứ mỗi lúc khó khăn thì tôi sẽ niệm Phật với quan niệm rằng nếu mình làm như thế thì ngày mai sẽ tốt hơn. Tôi đã lặp đi lặp lại điều đó trong vòng 7 năm trời. Thứ hai, tôi cũng có một lời hứa với mẹ là sẽ đạt được chiếc vô địch bằng chính thực lực của mình và để mọi người công nhận. Ở lần vô địch mùa xuân 2024 cùng Gam thì tôi chỉ đánh vòng playoff, nên tôi quyết tâm một lần nữa ở giai đoạn mùa hè và đã thành công. Bên cạnh đó, tôi đã từng mất niềm tin vào những người đồng đội cũ, nhưng khi vào Gam thì đã chứng kiến được sự quyết tâm của tất cả thành viên. Do đó, tôi cũng phải bắt kịp nhịp độ này để không phụ lòng mọi người. Cũng trong buổi phỏng vấn này, sao thủ của Gam mong muốn gặp lại Fnatic để trả món nợ tại MSI. Easy Love cũng tiết lộ vui về con bài Kasa đi rừng của Levi, là khẳng định toàn đội đang trong trạng thái tốt nhất, đặt quyết tâm cao trong việc giành chiến thắng và có thành tích tốt nhất tại vòng Swiss.